Sau một tuần nhà đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu cho anh em một cái củ đề hàng nội địa Thái anh em nha. Củ đề là củ đề 110 luôn, rất là mạnh. Thì anh em gắn cho xe 100 là ok bình thường nha anh em nha. Gắn vô nó còn mạnh hơn củ đề zin luôn á, tại vì cái này nó là củ đề 110 nó rất là mạnh. Đây, cái củ đề này rất là đẹp nha anh em. Thân nó sẽ có một cái tem màu vàng luôn. Rất đẹp. Và đây, nhông này. Cực kỳ là ok luôn nha. Đó. Rất đẹp nha anh em. Củ đề Mitsuba nha. Để Mitsuba này. Nhìn thấy không? Cực kỳ là ok luôn. Đó. Thấy chưa? Thì củ đề này rất là êm, rất là mạnh. Và cái giá của nó thì cực kỳ là hợp lý anh em, chỉ có 300k 300.000 thôi nha anh em nha. Chỉ với 300 thôi là anh em có thể mua được củ đề này rồi. Đó, 300 thì bình thường anh em chỉ mua được mấy củ đề quay alpha hàng theo xe thôi anh em. Nhưng mà quay alpha hàng theo xe thì nói chung là đề so với con này thì không có cửa đâu anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho anh em luôn, cho anh em coi cái độ mạnh của nó như thế nào ha. Đó, test luôn cho nó máu. Đây. Đây, để sẵn cái bình nha. Đây mình sẽ để cái mic ở gần cái chỗ test cho anh em nha. Rồi, rồi mình tiến hành mình test. Anh em cứ yên tâm, nghe tiếng là anh em biết êm hay là không êm liền nha. Thấy không? Rất là mạnh. Anh em thấy nó giật cái tay mình ha, nó mạnh, nó giật cái tay mình luôn. Tiếng rất êm nha anh em. Tiếng rất chi là êm nha. Đấy, thì anh em thấy ha, cái củ đề này là bao êm cho anh em luôn. Mà cái mức giá của nó thì chỉ có 300 ngàn thôi. Thì anh em chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể nhanh tay liên hệ với shop để chốt ngay một cục về gắn cho xe nha. Cái này thì nó đầy đủ sẵn nhông đề dây điện hết rồi, về đây nên chỉ việc gắn vô là xài thôi, không có phải mua thêm bất kỳ chi tiết nào nữa nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.